Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của tổ hợp y tế Family Choice, một mạng lưới y tế Việt Nam vững bền nhất, lớn mạnh nhất trong quận Cam, thành lập từ năm 1995 đến nay đã 28 năm. Và hiện nay tổ hợp y tế Family Choice đang phục vụ gần 65.000 bệnh nhân Việt-Mỹ trong quận Cam qua nhiều chương trình bảo hiểm khác nhau. Đồng thời tổ hợp y tế Family Choice hiện nay có hợp đồng với hầu hết các nhà thương trong quận Cam và hầu hết các bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên môn trong quận Cam. Muốn biết thêm chi tiết xin quý vị vào trang nhà familychoice.com. Tại đây quý vị sẽ thấy hợp đồng của tổ hợp y tế Family Choice với nhiều hãng bảo hiểm khác nhau. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Richard Lộc Nguyễn. Xin kính chào bác sĩ Richard Lộc Nguyễn. Chào anh Toán, chào quý vị. Bác sĩ Richard Lộc Nguyễn và chuyên môn về cái gì ha? Dạ, chuyên môn về chuyên khoa giải phẫu mắt. Và thưa quý vị, thì để giúp quý vị có nhiều kiến thức về y tế, chúng tôi đề nghị quý vị liên lạc với chúng tôi qua cái trang nhà của tổ hợp y tế Family Choice hoặc qua số điện thoại 714-898-0765 để quý vị đề nghị những đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị. Và thưa quý vị, đề tài hôm nay thì chúng tôi cũng trả lời những câu hỏi của quý vị khán giả đã hoặc là email chúng tôi hoặc là đã gọi điện thoại chúng tôi. Vâng. Đề tài hôm nay rất là thông thường. Thưa bác sĩ Lộc, là tại vì mấy hôm nay trời gió, Santa Ana wind, thành ra rất là nhiều bệnh nhân bị khô mắt, đỏ mắt đến với bác sĩ. Thì thưa bác sĩ, cái chuyện cái mà bệnh mà cho những người lớn tuổi đó, trên 65 tuổi đó, mà khô mắt rất là thông thường. Vâng. Bệnh khô mắt là bệnh tạm gọi là bệnh thông thường của người lớn tuổi, tới tuổi nào cũng có thể bị, phái nữ bị nhiều hơn phái nam. Những cái triệu chứng của cái khô mắt thì có những người thì rất là rát mắt, có những người thì cay mắt, có những người thì mờ mắt, có những người thì keo dính mắt, có những người thì mở mắt không được. Rất là nhiều triệu chứng hiện lên cho cái bệnh khô mắt. Tuy nhiên cái bệnh khô mắt thì nghe thì dễ trị, nghĩa là làm sao mà mình làm cho nó đủ cái độ ướt, cho mắt nó đủ cái độ nhờn của nó để cho nó dễ chịu. Nhưng mà thực ra ra ngoài trị thì cũng rất là công phu, bởi vì cái điều trị khô mắt nó đòi hỏi mình đến với nó bằng nhiều góc cạnh, nhiều cái góc cạnh trị giống không có giống nhau, khác nhau, những đường lối khác, thành ra phải phối hợp thì mới có nhiều thành công về điều trị khô mắt. Thưa bác sĩ Lộc, thì tôi biết là khô mắt có nhiều lý do, tuổi già, tuổi tác là một lý do. Cái thứ hai tôi muốn nói hồi nãy đó là thời tiết, gió rồi bụi rồi khô rồi khí hậu nó khô, nó là một cái lý do. Ngoài ra còn những lý do khác làm cho mình bị khô mắt không? Có chứ, thì có những người đến tuổi tác thì thiếu hormone hoặc là uống thuốc mình đang uống nó có những cái ảnh hưởng về cái sự sản xuất nước mắt. Có những người thì có lý do gì đó bị rối loạn những cái hormone mà kích thích cho nước mắt làm việc. Có những người thì vì mình tận dụng, mình xem TV, mình xem iPad nhiều, làm cho mau khô. Có những người mình uống cà phê, uống trà, làm cho mình xuất tiểu nhiều thì cũng mau khô. Có rất là nhiều lý do, nhưng mà lý do chính là anh nói là mùa thời tiết này người ta bị nhiều hơn nữa. Đó là một lý do chính mà hồi xưa, đó là mình buồn ngủ. Hồi xưa ông bà hay quạt cho mình ngủ là vậy, quạt cho mắt khô. Khi mắt bị khô rồi thì giống như gió thổi nhiều, thì mình nhắm lại một thời gian thì buồn ngủ. Thì đây là cũng một cái những cái lý do mà làm cho người ta không những bị khó chịu về mắt mà làm bị không có sự tỉnh táo, mau buồn ngủ, không có sự linh hoạt trong cái hoạt động hàng ngày. Thì khi khô mắt nghe thì rất là nhẹ nhàng, không có gì nặng, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều cái mặt sống của mình. Vâng, thưa quý vị, thì nói thì dễ, nói khô mắt thì tưởng nó bình thường, nhưng mà như bác sĩ Lộc vừa nói đó, là nhất là quý vị lớn tuổi và những người mà có nhiều bệnh kinh niên, họ uống nhiều thứ thuốc khác nhau. Yeah. Ví dụ như những cái thuốc mà của quý vị cao niên lớn tuổi uống để trị bệnh và bị prostate, yeah, như hội tuyến, yeah, và những nhiều thứ khác làm gây khô nước mắt, thì bác sĩ Lộc có thể nói sơ sơ về những cái thuốc nào có thể để quý vị, tại vì bệnh nhân cứ nói tôi khô mắt hoài, nhỏ nước mắt nhân tạo vô làm đủ thứ mà không hết, trong khi ông uống rất là nhiều thứ thuốc làm cho khô mắt. Thì một trong những số thuốc mà thông thường người ta hay uống mà bị khô mắt là những cái thuốc trị cao máu để mà hạ áp suất trong máu xuống. Thì có những người họ dùng thuốc để mà dục tiểu cho nó ra cho nhanh thì những người đó mau khô. Có những người khác
vì uống thuốc trị bệnh não, mau quên, tâm thần mình rối loạn, tối ngủ không được, depression, mau buồn, và những cái thuốc đó làm cho cái đầu mình nó cũng chậm lại cái sự phản sản xuất của cái hormone đó, làm cho mình cũng mau khô mắt. Ngoài ra có những cái mình không để ý đến là như là mình uống trà, uống những cái chất thuốc ở ngoài, thuốc bắc, la hán quả. Có những cái người uống nước mát, uống này kia mình không ngờ, hoặc là thuốc bắc có những cái chất đó nó làm cho mình mau khô mà mình không hay, không nhập nước được trong người. Thì cái chuyện đó là mình phải xét hết từ thuốc ta và thuốc tây và thuốc tự. Và thưa quý vị, thì tôi là bác sĩ gia đình, thành ra hay bác sĩ chuyên môn về nội thương tổng quát. Thành ra mỗi lần mà bệnh nhân đến với tôi luôn nhắc nhở là làm ơn đem hết thuốc quý vị đang uống, thuốc ta hay thuốc tây gì cũng vậy hết, thuốc dược thảo hay không dược thảo, đem hết chúng tôi biết. Và chúng tôi phải biết bệnh trạng quý vị và đồng thời thuốc quý vị đang uống thì mới giúp quý vị đúng mức được. Bây giờ trở lại vấn đề khô mắt, thì dĩ nhiên là rất là nhiều thuốc mà quý vị đang uống, nhất là những thuốc về thần kinh, về trí nhớ, về tâm thần, rồi những thuốc về của quý vị đàn ông uống thuốc về hộ tuyến, hạ cao huyết, hay là thuốc nhiếp hộ tuyến. Đặc biệt nữa là trong cái mùa này, trong cái mùa đông sắp tới, sẽ có rất là nhiều người phải sẽ sổ mũi. Họ sẽ uống thuốc allergy, uống bị allergy và congestion, bớt sổ mũi, bớt nhảy mũi, thì cái đó cũng làm cho khô. Thì cái mùa này người ta bị khô mắt nhiều hơn thường lệ. Và sau khi mình nói lên cái nguyên nhân, nguyên do mà do làm mình khô nước mắt, thì bây giờ cách đây có 2 hôm thì cái bệnh nhân đến với tôi, ông nói là mấy hôm rồi tự nhiên thôi mắt tôi nó bị mờ, nó tự nhiên tôi nhìn không nhìn thấy rõ, và đồng thời nhức đầu lắm, nhức đầu dữ dội. Thì cái bác sĩ Anh Lộc nghĩ sao? Thì nước mắt mình nó có nhiều thể chất ở trong cái loại nước mắt. Nó có chút xíu nước mướt, phần nước, chút xíu phần mỡ, chút xíu phần dầu. 3 phần đó phải hợp lại thì mới là nước mắt tinh nguyên của mình. Thì khi mình bị khô mắt có nhiều lý do. Một trong những lý do là vì khô, vì thiếu nước, hay là vì mau bốc hơi đi, vì thiếu cái chất sáp để mà bám vô mắt, để nước mắt nó không bám giữ, hoặc là mình không sản xuất đủ, hoặc là nước mắt mình ra nó đi rút quá nhanh, hoặc là mình không có đủ loại thể chất để cho mình làm nước mắt. Thì có nhiều cái lý do, thành ra khi mà điều trị mắt khô mình phải tìm ra những lý do, yếu tố chính là gì để mình áp vô mình mới có thể giúp được nó hữu hiệu hơn. Mặc dù mình có thể mình ra ngoài mình mua nước mắt nhân tạo, mà hiện giờ mình cũng nghe đó là những cái thuốc nước mắt nhân tạo mà không có hiệu, dễ bị nhiễm trùng. Anh nghe chuyện đó rồi. Và trên TV, bệnh nhân, nói hoài. Đúng rồi. Họ có nhắn trong báo, nhắc nhở cho chúng ta đừng mua những cái thuốc không có hiệu mà của những cái hãng lớn. Tại vì họ không có chất thuốc bảo quản trong đó. Thành ra thuốc nó dễ bị nhiễm hư. Thì nghe thì dễ, mình có thể mua tất cả những cái gì ngoài đó mình thử đại để mình nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình biết lý do được, mình biết những cái yếu tố khác trong sức khỏe mình ảnh hưởng đến cái sự khô mắt, thì mình điều trị có thể hữu hiệu hơn. Vâng, thưa bác sĩ Lộc, thì trở lại cái trường hợp mà bệnh nhân tôi vừa mới nói đó. Thì tôi sau khi tôi khám bệnh nhân đó, thì thường thường là bác sĩ gia đình bao giờ chuyện đầu tiên mà nói về mắt đó, là phải làm cái độ nó gọi là visual acuity, xét cái nhìn, cái độ nhìn của họ. Thì mình đo thì thấy cái độ nhìn ông rất tốt, tương đối tốt. Nhưng mà khám thì mắt ông đỏ thiệt. Thì dĩ nhiên là thì cái mắt khi mà nó khô quá thì mắt tất cả nó sẽ làm cho cái mặt trước của mắt nó bị nhăn, bị nhéo, bị co lại, bị nhô. Nó không có đều một cái mặt phẳng để cho mình nhìn ra. Điểm thứ hai là nước mắt khi nó bám lên, nó bám không có đúng cái thời hạn, thời gian. Thành ra đôi lúc mình thấy được, rồi đôi lúc nó mờ. Nó giống như là lúc rõ, lúc mờ, chập chờn. Rồi điểm thứ ba nữa là đôi lúc cái mí của mình vậy, mình vì mình không thấy rõ hay mình lớn tuổi mí nó sụp, thì mình ráng mình dương cái mắt lên để mình gím mí lên để cho mình nhìn cho rõ, thì đôi lúc mình mệt nó sụp xuống, nó làm cho nó khô thêm, nó che hết cái đường nhìn của mình. Thì bao nhiêu cái này nó làm cho khô. Khi khô quá thì cái mặt trước của mắt nó sẽ co lại, nó sẽ thun lại, giống như da mà nhăn, giống như cổ họng mình khô thì nó đắng, nó đau thì mắt nó sẽ đau. Mà vì lý do là dây thần kinh của mắt nó đi chung với dây thần kinh của đậu, nó gần với nhau, thành ra đôi lúc mình bị khó chịu mắt, nó đưa đến cái sự khó chịu đau đầu đi kèm. Thành ra có rất là nhiều cái
cái gọi là liên kết về bệnh khô mắt ảnh hưởng những nơi khác khác nữa mà mình không hay. Vâng, thì thưa quý vị, thì như bác sĩ học vừa mới nói đó, trong cơ thể của ta, trên cái đầu của mình đó, tai mũi họng nó ăn để với nhau, thì nó có cái chuyên môn tai mũi họng là như vậy. Dạ. Thì trở lại cái trường hợp tôi dùng cái case study này mà tôi đang chia sẻ với bác sĩ Lộc, dạ, đó là ông bệnh nhân này ông nhức đầu dữ dội lắm. Ông nói ông nhức đầu quá mà tụi này cũng sợ. Thì dĩ nhiên bác sĩ gia đình thì bác phải nghĩ nhiều chuyện khác nhau. Dạ. Đầu tiên là mình nói ông bị khô mắt. Đồng thời cái nhức đầu, tại sao nhức đầu? Có nhiều cái nguyên do làm nhức đầu, mà cái nguy hiểm nhất trong khi tôi khám, dạ, bệnh, tôi sợ là cái aneurysm. Người ta bị rupture aneurysm, nó bể cái phình động, yeah, mạch ở trong đầu, yeah, nó bể động mạch thì, yeah, rất là nguy hiểm, có, yeah, thể đem đến nguy hiểm tính mạng. Thành ra chuyện đầu tiên tôi nghĩ là phải khá đưa bác sĩ, may mắn bên kế phòng mạch tôi lại có một bác sĩ nhãn khoa, yeah, thành ra tôi gửi qua, yeah, bên đó. Thì khi bác sĩ nhãn khoa khám bệnh nhân xong thì nói là ok, chỉ khô mắt, coi cái nhỏ thuốc trong mắt, coi cái retina, yeah, gọi là võng môi, võng nhạc, yeah, mạc, võng mạc. Yeah. Cái võng mạc không có sao cả, yeah, tại người đó bị tiểu đường. Yeah. Thế nên khi bị tiểu đường thì tôi nghĩ đến cái chuyện mà bị diabetic retinopathy, yeah, là bệnh võng mạc, là bệnh tiểu đường, thì nó có thể làm cho chảy máu mắt, đồng thời không thấy đường. Nhưng mà ngược lại thì ông này thì ông thấy đường rõ, yeah, không sao cả, visual ok, yeah, cái độ nhìn rất là bình thường. Cái thứ hai nữa là nhìn vô cái võng mạc, không thấy bị chảy máu võng mạc, thì nó mới ok rồi. Thì mới cho ổng nước mắt nhân tạo, đồng, yeah, thời cho ổng thêm cái giảm trị cái giảm sưng, và cho cái bác sĩ nhãn khoa cho ổng cái steroid, yeah, để mà giảm sưng, yeah, thì ổng khỏe hết nhức đầu. Yeah. Một trong những điểm anh nói lên, nó cũng có cái loại nhức đầu mà mình sợ vì glaucoma đó, vì glaucoma, dạ, vì tăng áp nhãn, dẫn, dạ, áp nhãn thì nó đang lên. Nếu mình ở nhà hoặc là mình có khám ở ngoài, một trong những cái điểm mà có thể giúp cho mình suy bệnh một cách dễ dàng hơn là mình hỏi người bệnh, thí dụ người bệnh có nhắm mắt lại một thời gian có dễ chịu hay không. Nếu mà nhắm mắt lại mà một thời gian 5-10 phút mà thấy dễ chịu, bớt căng thẳng, bớt nhức đầu, thì mình biết là tất cả những cái khó chịu này nó xuất phát từ cái mặt trước của mắt. Vì khi mình nhắm lại, cái mặt trước nó được bảo vệ, được bao bọc bằng cái mí và có cái sự nhờn đó, thì những cái đau, những cái khó chịu của mắt đưa đến cái nhức đầu nó cũng nên giảm, thì cái nhức đầu nó cũng phải giảm. Thì đó là một cái điểm nhỏ nhỏ, không phải là điểm duy nhất để mình truy ra những cái bệnh gì đáng ngại hay không, nhưng đó là một cái điểm để mà mình lưu ý, nó có giảm thì có lẽ không có gì đáng ngại lắm. Tôi hoàn toàn đồng ý bác sĩ Lộc, là tại vì trở lại cái case study của tôi đó, yeah, thì ông nó sau khi khám bác sĩ mắt, khám cho ông rồi cho thuốc nhỏ mắt cho ông tại chỗ rồi, biểu ông ngồi lại, tại thì mình cũng sợ, mình không cho về, yeah, nhưng mà, yeah, không hết thì mình phải bỏ vô, yeah, đi vô phòng nhà thương để coi cái tại sao nhức đầu dữ dội như vậy. Thì cho ông ngồi nghỉ, ông relax trong phòng đợi. Một lát kia ông khỏe, ông đi về, ông không còn đi đâu, không, yeah, làm nữa. Nhưng mà trở lại đó, trường hợp đó tương đối nó dễ. Yeah. Bị trở lại có những trường hợp mình người lớn tuổi bị nước mắt, bị khô mắt kinh niên, thì không phải là vì lý do về thời tiết, không phải lý do về thuốc men. Yeah. Thì cái đó là thường thường do cái đường, cái tuyến lệ phải không? Dạ, yeah, có lẽ cái tuyến lệ mình nó không, cái đường, cái những cái hạt ra nước mắt của mình nó không có sản xuất đủ nước mắt, hoặc là sản xuất mà thiếu chất của nước mắt, thiếu cái tính chất, một trong ba cái tính chất nãy mình có nói đề cập đến, hoặc là nước mắt mình nó không có cái đường, như là cái đường dẫn thoát nó ra quá nhanh thì nó mau ấy vậy thôi. Thì cái chuyện đầu tiên là mình cho bệnh nhân thổi nhỏ thuốc mắt, nước mắt nhân tạo. Đúng. Mà từ những hãng lớn chứ không phải là mua cái không có hiệu, dạ, thành ra nó có bị nhiễm trùng, thì là trên TV nói hoài. Bây giờ dĩ nhiên là nhỏ mắt là đầu tiên làm, tôi, dạ, cũng nhỏ mũi thường xuyên, dạ, rất là ngày. Cái thứ hai là đỏ mắt, thì thường thường là ngoài chuyện nhỏ đỏ mắt ấy, thì có nhiều người nói vào thông cái tuyến lệ, cái có đó không tuyến lệ, nếu mà đến khám mà thấy cái đường dẫn nước mắt nó bị bít lại thì mới thông. Thông tuyến lệ thì nó, dạ, mất, thì mình thông cho cái đường nó, dạ, cho nó kích lại hay là bịt nó lại hay giữ nó lại. Thì mình sắp sửa hết giờ rồi, thành ra bây giờ muốn hỏi bác sĩ Lộc, vừa đỏ mắt thế nhá, vừa bị khô mắt xong đỏ mắt á, thì ngoài cái dùng một cái thuốc mà nước mắt nhân tạo hay là dùng Humidify, nghe nói có thuốc xịt vô lỗ mà nó hết nó khô mắt không? Thuốc đó mới ra có rất là đặc biệt, nhỏ vào mũi thì có lý do gì? Một lý do chính mình nghĩ đó là tại vì dây thần kinh ở trong mũi nó đi ngang với dây thần kinh mà gần của cái da bao bọc cái cảm giác, thành ra từ lúc đó lên cái nó kích thích được luôn cái tuyến nước mắt để nó ra nước mắt, người ta chưa biết, nhưng mà xịt lên cái thuốc có tên gì bác sĩ không? Đó gọi là Tyrvaya,
Linh vần T-Y-R-V-A-Y-A. Cái thuốc mới xịt lỗ mũi mà nó mới xịt lỗ mũi mắt. Nhưng mà ngoài ra còn nhiều thứ thuốc nhỏ mắt còn khác. Còn thuốc nữa mà. Zydra. Zydra, mấy cái thuốc đó là thuốc nó kích thích cho nó bớt, nó làm cho giảm sưng. Một lý do người ta nghĩ là khi lớn tuổi, những cái tuyến nước mắt mình nó bị mau sưng, người ta không có sản xuất nước mắt đều đặn. Bây giờ nó ra một cái chất nước mắt mới là nó lấy cái dầu, mà cái dầu đó gần như giống như silicone. Dầu đó họ thường họ đem họ trị ở trong mắt, họ dỏ ngoài mắt để bảo vệ, làm như là cái lớp moisturizer bao bọc, nó bảo vệ cho cái nước mắt mình đã đừng bóc đi. Thuốc đó mới. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào buổi phát hình kỳ tới. Cảm ơn bác sĩ Richard Lộc. Cảm ơn bác sĩ Toản. Chào quý vị.